Xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh Kẹo Chì của Ngọc Trinh BCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829 411 281 giúp em. Trước khi giới thiệu về sản phẩm thì cũng lưu ý bên nhà em là kẹo không kiểu không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Bên nhà em thì chuyên kẹo cành giá rẻ phục vụ anh em. Mẫu quay như nào sẽ gửi hàng cho em như vậy, chung quay một kiểu gửi một kiểu. Cam kết đúng hàng đúng mẫu mã chuẩn size luôn cho anh em, tiền nào của đấy anh em nhé. Hôm nay lên cho anh em cái clip là kẹo chỉ đóng máy giá siêu rẻ, siêu ngon à, siêu chất lượng luôn cho anh em. Và có một ít hàng thanh lý hàng bom cho anh em với bán với giá là 300.000 một ký. Anh em nhanh tay đặt mua hàng bom, hàng thanh lý để nhận chương trình khuyến mãi. Thì về có một ít hàng bom hay hàng quay đầu thì hàng này em cho lên thanh lý luôn, giá 300.000 một ký. 300.000 một ký chưa bao ship và 350.000 bao ship rồi. Mình quan tâm sản phẩm thì mình cứ nói luôn là tôi muốn mua kẹo chì là 350.000 một ký bao ship đấy. Hàng thanh lý hay hàng hoàn thì em sẽ cung cấp luôn cho anh em cái hàng 350.000. Loại này thì đảm bảo vẫn chơi được cự ly 50-60 mét đấy, mà chất lượng rất chi tốt, đều đẹp nha anh em ấy. Thì chắc chắn là có lỗi thì mới là thanh lý giá rẻ, còn bây giờ chì nhập vào như nào thì một số anh em đã biết rồi, công cán gửi ghiếc thì bọn em trả được lãi bao nhiêu cả, gọi là thu hồi vốn. Giá 350.000 là thu hồi vốn. Thì cái hàng thanh lý hàng hoàn này chỉ có những size như 5.5, 5.52, 5.54 thôi anh em nhé, còn những size còn lại không có đấy. Em vẫn nói rõ luôn anh em như vậy. Nhiều lúc nhiều anh em không xem video anh em điện hỏi nên là bên em rất chi khó trả lời. Tiếp theo là em giới thiệu luôn cho anh em hàng kẹo đóng máy loại 1. Loại này thì bao test luôn cho anh em cự ly là 7-90 mét sao thì thuộc theo cành. Loại này đang khuyến mãi là 380.000 một ký bao ship đấy, bao tiền ngụy trang rồi. Hàng này trước em bán 450.000 đấy, nói rõ với anh em như vậy. Còn hàng này đảm bảo chất lượng tốt, đẹp, mềm cho anh em. Mình quan tâm cái sản phẩm là mình cứ nói luôn là tôi muốn mua hàng đóng máy loại 1 giá 380.000 bao ship, là em sẽ gửi cho anh em biết là cái hàng đóng máy loại 1 như thế nào. Hàng đóng máy loại 1 có những size thông dụng như 5.5, 5.52, 5.54, 6.35, 6.38, 6.638 thôi. Đấy, còn hàng 4.5 với 5.56 thì có hàng 4.5 và hàng 500. Thì giới thiệu sơ qua vài mẫu kẹo chì bên nhà em, anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên nhà em là kẹo không kiểu không xâm hàng. Xin chào anh em, gặp lại.